trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết, phía Moscow tuyên bố sẽ tịch thu tất cả tài sản của những công ty tư nhân của Hoa Kỳ nếu như Hoa Kỳ tịch thu các tài sản của họ để đóng góp cho cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin từ Moscow cho biết thì mà Nga có thể sẽ phản ứng với việc mà tịch thu tài sản của họ từ khối Tây Phương và sẽ tịch thu lại tài sản của phía các công ty của Hoa Kỳ bao gồm luôn các tài sản và tiền mặt À, nếu như mà phía Hoa Kỳ đã có hành động gọi là đụng tới tài sản của nga và nhắm vào các nhà đầu tư cũng như các công dân của Hoa Kỳ, hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cho phép chính quyền của Joe Biden có thể tịch thu tài sản của nga à, trong các cái ngân hàng của Hoa Kỳ để chuyển cho phía của Ukraine. Một điều mà điện Kremlin cho rằng đây là điều bất hợp pháp và sẽ mở màn cho một cuộc trả đũa và phản ứng lại trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine, Hoa Kỳ và các đồng minh đã nghiêm cấm tất cả các cái chuyển ngân từ ngân hàng trung ương của Nga và kể cả cái bộ tài chánh của Nga ngăn chặn gần gần 300 tỷ Mỹ Kim trong cái tài sản của Nga ở khối Tây Phương, hầu hết là tại Âu Châu, tuy nhiên không có nhiều lắm tại Hoa Kỳ. Nhóm G7 thuộc các nền dân chủ đang tìm cách gọi là sử dụng cái nguồn tài sản này để hỗ trợ cho Ukraine và Medvedev được xem là một đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin đang là chủ à, phó chủ tịch của cái hội đồng an ninh quốc gia của Nga trong ngày thứ bảy nói rằng Nga có thể sẽ có khả năng trả đũa nhắm vào các uh, tài sản của Hoa Kỳ mà họ có quyền làm điều này uh, lý do rất rõ ràng chúng tôi không thể để cho dấu hiệu số uh, lượng uh, những tài sản của Hoa Kỳ bao gồm cả tiền lẫn tất cả những cái tài sản khác và điều này nó sẽ trả lời cho bất kỳ một cái hành động vô bất hợp lý nào và nó sẽ có có thể là gây tổn thương đây là lời phát biểu của Mervadev đã đưa ra trên cái trang Telegram chúng tôi có cái quyền này và một thí dụ điển hình trong cái quyết định của tòa án trong đó các tài sản cá nhân tư nhân là sẽ được quyết định bởi cái hệ thống tư pháp của nga bao gồm tài sản về đất đai tiền mặt hoặc là tất cả những cái bất kỳ một cái tài sản nào và chúng tôi sẽ làm điều này đó là lời khẳng định của mvdep đã đưa ra ngay sau khi hoa kỳ và khối g 7 đang chuẩn bị thảo luận việc sử dụng cái tiền lời nằm trong khối tài sản của nga để mà đóng góp cho cuộc chiến của ukraine trong đó ước lượng từ 2.5 tỷ cho tới 5 tỷ mỹ kim mỗi một năm đó là bản tin liên quan tới tình hình của của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, bộ trưởng về à, quốc phòng của cả Nga lẫn Trung Quốc đã bắt đầu thúc đẩy các cái mối quan hệ song phương trong cuộc cuộc gặp gỡ mới nhất, bản tin từ ngày 27 tây tháng 4 của hãng thông tấn UPI cho biết là bộ trưởng quốc phòng của cả Nga lẫn Trung Quốc đã khẳng định về cái mối quan hệ song phương gần gũi của hai quốc gia, giữa lúc mà Hoa Kỳ lên tiếng gọi là áp lực Trung Quốc trong việc mà họ phải đứng ngoài hoặc là phải chấm dứt hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là Dong Chun đã gặp gỡ với lại ông Sergei Sugu tại Astana ở Kazakhstan trong ngày thứ sáu trong cuộc họp của cái nhóm gọi là Shanghai Cooperation Organization, gọi tắt là SCO. Các thành viên của quốc gia này và các nhà lãnh đạo đã gặp gỡ ở bên ngoài bên lề của cái hội nghị này. Chúng tôi khẳng định là sẽ có những tất cả những cách thỏa thuận ở mức cao nhất. Đó là lời phát biểu của phía Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra trong một bản statement và cả hai phía đồng ý là sẽ đưa ra những vấn đề căn bản về tình trạng à, cái trật tự của thế giới và gia tăng những cái áp lực về vấn đề của quốc tế Nga và Trung Quốc được xem là có thể làm việc chung toàn diện trong cái đối tác của họ và chiến lược hợp tác và cái trật tự mới của thế giới sẽ được viết lại trong đó không thể đi theo các quan điểm của khối Tây phương đó đó, đó là lời phát biểu của ông Suga đưa ra trong, khó, trong khi đó thì à, ông Don Chun tức là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc đã lên tiếng nhấn mạnh cái tầm quan trọng về mối quan hệ của các lực lượng vũ trang và sẽ có những cái hành động gọi là cần thiết để mà bảo vệ cho quyền lợi của họ. Đây được xem là một trong những phiên họp khá quan trọng giữa phía Nga và Trung Quốc và trong cái bản tuyên cáo chung giữa Nga và Trung Quốc diễn ra giữa lúc mà ngoại trưởng Hoa Kỳ của uh, Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken vừa mới hoàn tất chuyến viếng thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày và gặp gỡ với ông tổng chủ tịch của nhà nước Trung Quốc là Tập Cận Bình, Bộ trưởng Ngoại giao là Vương Nghị cũng như các lãnh đạo hàng đầu của hệ thống cộng sản Trung Quốc. Trong đó ông cho rằng là đang có những cái cuộc đối thoại được xem là đầy tính chất xây dựng cho những vấn đề trên toàn cầu. Đây được xem là cuộc hợp tác mới nhất của Nga và Trung Quốc giữa lúc mà đang có nhiều biến động trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tin từ Bắc Kinh và từ Cairo cho biết Trung Quốc sẽ đứng ra trụ trì cho một phiên họp của người Palestine à, trong một cái cuộc đối thoại đoàn kết giữa các nhóm dân quân tại đây bao gồm nhóm Hamas và đối thủ của họ là nhóm Fatah hai nhóm được xem là do Bắc Kinh hậu thuẫn trong cái ngày thứ sáu và điều này cho thấy là Bắc Kinh đang tìm cách có vai trò lớn trong cái cuộc xung đột tại Trung Đông Hamas hiện nay đang kiểm soát giải Gaza đang có cuộc chiến với Do Thái sau ngày 7 tây tháng 10, nơi mà họ đã tấn công vào miền Nam Do Thái khiến cho 1.200 người đã bị thiệt mạng và 253 con tin đã bị bắt giữ và Do Thái đã có hành động trả đũa và tìm cách loại từ Hamas ra khỏi giải Gaza. Trong khi đó, Fatah vốn là một phong trào của ông Mahmoud Abbas là tổng thống của Palestine do phía Tây Phương hậu thuẫn là chính quyền Palestine gọi tắt là PA. À, <laughs> hiện nay, đang quản trị khu vực mà phía do thái chiếm đóng ở tại khu vực tây ngạn và hai nhóm đối thủ này gần như là đã không có cuộc tiếp xúc với nhau kể từ khi mà phía các chiến binh của hamas đã trục xuất tất cả những thành viên của Fata ra khỏi giải Gaza chỉ sau một thời gian ngắn ở à, năm 2007 và Washington lo ngại về tình trạng gọi là giữa hai nhóm này và giữa lúc mà nhóm PA tức là nhóm mà Fata hiện nay đang ban cấm tất cả những nhóm Hamas bước chân vào lãnh thổ của vùng Tây Ngạn và Hoa Kỳ thì xem Hamas là một tổ chức khủng bố. Các giới chức của Fata nói với lại hãng thông tấn Reuters là họ sẽ gặp gỡ với lại phía của Hamas do nhà nước Trung Quốc cộng cộng sản Trung Quốc tổ chức trong đó bao gồm một giới chức cao cấp là Anza al đã, đã đã đến Trung Quốc và Hamas cho biết là một cái toán làm việc của họ một giới chức cao cấp có tên là musa abu masood cũng sẽ bay tới Trung Quốc và sẽ gặp gỡ tại đây và Trung Quốc đang tìm cách gọi là có vai trò lớn hơn ở tại Trung Đông và họ đang nỗ lực hỗ trợ cho các nhóm dân quân và các nhóm người Palestine. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của Cộng sản Trung Quốc nhằm tìm cách gây ảnh hưởng tại Trung Đông. Trước đây họ gây ảnh hưởng thông qua Iran và giờ đây họ muốn sử dụng người Palestine để gây ảnh hưởng tại Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay. Nhóm Hồi giáo Houthi tại Yemen tuyên bố họ đã bắn rơi một chiếc drone có tên là Ripper của Hoa Kỳ và trong đó họ đã trông bố một số hình ảnh của chiếc drone bị bắn rơi. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì nhóm Hồi giáo Houthi trong ngày thứ Bảy lên tiếng cho biết họ đã bắn rơi một chiếc drone của Hoa Kỳ là chiếc MQ-9 Reaper. À, trong đó họ nói rằng họ đã có một số hình ảnh và công bố trên mạng xã hội. Nhóm này cho biết họ bắn rơi chiếc Reaper bằng các cái hỏa tiễn gọi là địa đối không là một phần trong việc chống lại các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và của Anh quốc nhắm vào họ khi mà họ mở cuộc tấn công trên vùng biển Hồng Hải tư lệnh của Hoa, lực lượng không quân Hoa Kỳ là Brian McGary, à, phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng đã lên tiếng nói với hãng thông tấn AP trong ngày thứ bảy là một chiếc MQ-9 <laughs> một chiếc MQ-9 drone của Hoa Kỳ và lực lượng không quân Hoa Kỳ đã gặp nạn và rớt tại Germany. Tuy nhiên, ông ta nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra và không có ý kiến. Trong khi đó, thì nhóm Hồi giáo Houthi tuyên bố là chính họ đã bắn rơi cái trò này. Các hình ảnh được công bố bởi nhóm Hồi giáo Houthi cho thấy là những mảnh vỡ của họ của cái trò này đã rớt xuống ở trên lãnh thổ của Germany Và thượng đế thật tuyệt vời à sẽ tiêu diệt hoa kỳ tiêu diệt do thái và tiêu diệt những kẻ do thái giáo chiến thắng sẽ tới với người hồi giáo đây là một trong những cái lời tuyên bố của nhóm hamas đưa ra Để xin lỗi quý vị nhóm houthi đưa ra và hình ảnh cho thấy <laughs> nhiều bộ phận của Tron đã nằm rơi rải ở trên mặt đất và trong đó có cả cái logo của hãng che tức là general automic cái hãng sản xuất trò này cùng với lại cái số serial number ở trong cái trò này đây được xem là một trong những cái và lời tuyên bố của phía Hamas đưa ra và phía Hoa Kỳ xác nhận John đã bị rớt tại Yemen nhưng họ đang điều tra có phải là bị bắn rơi hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Tim Scott đã lên tiếng cáo buộc chính quyền của Joe Biden sẽ thúc đẩy kinh tế bằng cách là lật đổ cái chính sách giảm thuế của ông Trump. Thượng nghị sĩ Tim Scott của Đảng Cộng hòa tại South Carolina đã lên tiếng chỉ trích nhiệm chính quyền của Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy kinh tế bằng cách là sẽ lật đổ chính sách cắt giảm thuế của ông Trump và tăng thuế cho đối với lại những công ty và những cá nhân tại Hoa Kỳ rõ ràng rõ ràng, một cái đi tới tận cùng chúng ta thấy rất rõ ràng đó là lời phát biểu của ông. Quý vị đã cho phép trên 2.400 tỷ Mỹ Kim cái vấn đề cắt giảm thuế đã bị hết hạn và điều này có nghĩa là sẽ tăng thuế đối với người dân Hoa Kỳ và ông ta sử dụng cái nguồn tăng thuế này để mà thúc đẩy nền kinh tế. Cái đạo luật các giảm thuế này đã được ông Trump ký ban hành từ năm 2017 gọi là Tax Cut and Job Act năm 2017 trong đó là giảm thuế của các công ty corporation từ 35% xuống còn 21% tuy nhiên thì nó sẽ hết hạn vào tháng 12 và trong đó thì Joe Biden đang dự tính là sẽ tăng thuế của corporation từ 21% lên 28% đây được xem là một trong những lời cáo buộc mạnh mẽ của ông Tim Scott đã đưa ra và ông nói rằng việc cắt giảm thuế năm 2017 của ông Trump đã giúp rất nhiều cho người dân Hoa Kỳ và hiện nay cái luật thuế này đã sắp sửa hết hạn và nếu tôi ta tái đắc cử tôi sẽ để cho nó hết hạn đó là lời phát biểu của ông Joe Biden đã viết ra trong khi đó thì theo chương trình của ông Scott cho biết thì việc mà Joe Biden tìm đủ mọi cách lật đổ tất cả những chính sách về kinh tế của ông Trump mục đích là lấy lòng tất cả những cái nhóm được xem là cấp tiến cực tả ở trong đảng dân chủ đang thúc đẩy những nghị trình về công lý xã hội và về môi trường của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một ngôi sao của dòng nhạc soprano lên tiếng và nói rằng có rất nhiều những người trong giới giải trí chống lại cái nghị trình của ông Joe Biden. Tuy nhiên, họ vẫn giữ im lặng một trong những nữ tài tử và là một ca sĩ của dòng nhạc Soprano có tên gọi là Tri De Matteo nói rằng ông Trump là một trong những người mà họ rất thích tuy nhiên à và bà và cô cô cả cá nhân của cô chống lại các nghị trình của Joe Biden. Tuy nhiên, ông cô rất ngại và nhiều bạn bè của cô ở trong giới giải trí cũng đã ngại không nói ra The Matio được xem là người đã từng xuất hiện trong cái chương trình của HBO là The Soprano à, đã nói chuyện với lại cựu tổng thống Trump và con trai của ông trong thời gian gần đây trong cái chương trình à, một cái chương trình Postcard và trong đó nói rằng là à, cô quảng bá và mạnh mẽ cho một cái à, chương trình gọi là tự do ngôn luận và tình trạng mà gọi là có những cái tình trạng chuyên chế từ chính quyền của Joe Biden, the Matteo đã lên tiếng và nói rằng không những là cá nhân cô mà có rất nhiều bạn bè của cô trong giới giải trí ở Hollywood và kể cả ở New York đã hỗ trợ cho ông Trump và đã lên tiếng đã gọi là chống lại những cái nghị trình được xem là khá cực tả của ông Joe Biden. Tuy nhiên thì bạn bè của cô lại ngại ngùng không lên tiếng vì sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng tới công việc của họ. Tôi không biết. Tuy nhiên tôi biết họ rất nhiều người ủng hộ cho cái chính sách ông Trump đã thực hiện trong 4 năm trước đây. The, the, the Matthew đã cho biết như trên và tôi rất ngại khi mà nói ra những điểm này. Tuy nhiên thì tôi là một người rất là bảo thủ. Đây được xem là một trong những nữ tài tử đã từng đoạt giải Emmy và cô được xem là một trong những người à, đang có cái khuynh hướng ủng hộ cho cái chính sách. American First của ông Trump và điều này cho thấy rằng là giới giải trí đã bắt đầu ngán ngẩm cái chương trình nghị sự của ông Joe Biden và họ có khuynh hướng ủng hộ cho ông Trump nhưng chưa dám lên tiếng là bởi vì tình trạng mà gọi là lực lượng khuynh tả nằm rất nhiều ở trong Hollywood và nắm rất nhiều quyền lực trong Hollywood đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Uh, bức rating tức là số điểm của Joe Biden đã rớt xuống thấp nhất kể từ năm 1945 tới bây giờ đó là một trong những cuộc thăm dò mới nhất của viện Gallup đưa ra và trong đó Joe Biden đã bước qua cái tam cá nguyệt thứ 13 và liên tục bị rớt điểm à đây là một trong những bản báo cáo mới nhất ông tổng thống Joe Biden đã có mức uh, điểm bị rớt uh, chấp thuận của ông ta là liên tục trong 13 cái tam cá nguyệt và gần như là được xem là thấp nhất kể từ thời của ông uh, ra... Uh, uh, Eisenhower, ông tổng thống Joe Biden đã được khoảng 38.7 cái mức chấp thuận của ông ta à, uh, trong tổng cộng là 13 cái tam cá nguyện mà ông ta uh, tại vị tức là ông ta làm tổng thống và bắt đầu từ ngày 20 tây tháng 1 năm 2021 và cái cuộc thăm dò này kết thúc vào ngày 19 tây tháng 4. Và không có ai trong số 9 tổng thống được à, uh, <laughs> Là tuyển chọn là tức là được làm tổng thống kể từ thời ông uh, Eisenhower mà mức thấp nhất này và đã, đã được báo cáo vào ngày 26 tây tháng 4 trong cuộc thăm dò và cùng một lượt thì cựu tổng thống Trump được xem là người có cái mức cao nhất là 46.8% cao hơn cả người tiền nhiệm của ông ta là ông à, Barack Obama 45.9% và trong đó thì ông Joe Biden đã được đánh giá là thấp nhất trong vòng hơn 50 năm qua và cái, trước khi ông Joe Biden thì à, các cái mức gọi là rating tức là mức chấm điểm à, ông tổng thống George Bush thì được à, 41.8% À, tổng thống Exxon vẫn tiếp tục ở cái mức cà hàng đầu là 73.2%, trong đó không có tổng thống nào mà nằm ở dưới mức 40% như là ông Joe Biden và rõ ràng ông ta đang có một cái mức điểm thấp thấp nhất và ông à, Joe Biden trong cái à, ranking tức là trong cái à, mức à, sắp điểm thì ông ta đứng hạng thứ 1277 trong tổng số 314 cái à, tam cá nguyệt của các đời tổng thống và kể từ năm 1945 và đây là cái mức thấp nhất à, từ à, trong cái lịch sử của Hoa Kỳ và kể từ thời của ông Ashland Đây được xem là cuộc thăm dò khá dài của viện nghiên cứu à, Gallup đã đưa ra. Trong đó họ nói rằng là cái mức chấp thuận của ông Joe Biden khá thấp và điều này sẽ ảnh hưởng tới cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cáo buộc chính quyền uh, Joe Biden đã sử dụng tiền thuế của người dân trong cái hoạt động chiến dịch tranh tái tranh cử của ông ta. Quỹ ban giám sát đang điều tra và quỹ ban kiểm tra soát về quy tắc làm việc của chính phủ với người chủ tịch của tiểu quỹ ban này là Beth Van Duy của Texas đã lên tiếng cáo buộc chính quyền của Joe Biden đã sử dụng tiền thuế của người dân cho các hoạt động chiến dịch tranh cử hỗ trợ trong ta tái tranh cử trong một cuộc phỏng vấn mới nhất. Lời cáo buộc này được đưa ra sau khi mà phía của chính quyền Joe Biden đã đưa ra một bản ghi nhớ à, giữa cái à, việc làm việc với lại cái à, quỹ ban đặc trách về à, hỗ trợ cho những à, cơ sở tiểu thương gọi là Small Business Administration gọi tắt là SBA và một cái à, cơ quan nằm ở tại Michigan trong đó là cổ võ cho việc mà vừa uh, thúc đẩy người dân sự đi bỏ phiếu tại Michigan từ đây cho tới năm 2036 và bản ghi nhớ này là một cái xác lệnh hành hình pháp do ông Joe Biden đã ký từ năm 2021 để cổ võ cho người ta ghi danh bầu cử và có những hoạt động liên quan tới bầu cử và Van Duyen được xem là một trong những người nằm trong cái tiểu ban tiểu ủy ban điều tra về các cái quỹ ban đặc trách về hỗ trợ cho các cái tiểu thương nói rằng việc này đã xảy ra từ 25 22 cho tới 25 cái uh, chương trình của SBA à, trong đó ở Michigan gần như là có những cái hành động đã được xem là thúc đẩy và sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho những tổ chức vận động tranh cử cho Joe Biden đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc mới nhất của phía đảng cộng hòa đưa ra và nói rằng Joe Biden đã lạm dụng tiền thuế của người dân để thúc đẩy những nghị trình mà trong đó cung cấp tiền cho những cơ sở tiểu thương, mang danh là cơ sở tiểu thương, nhưng thật sự là những cái tổ chức vận động tranh cử cho Joe Biden và điều này đã vi phạm vào quy tắc đạo đức của bên hành pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và một lần nữa thì à, ông cựu bộ trưởng tư pháp của Hoa Kỳ là William Barr hay còn gọi là Bill Barr đã lên tiếng và khẳng định kẻ đe dọa tới nền dân chủ là Joe Biden và những kẻ ủng hộ cái nghị trình cấp tiến của Joe Biden chứ không phải là ông Donald Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ là Bill Barr trong ngày thứ sáu nói rằng ông sẽ ba endorse cho cựu tổng thống Trump thay vì là ông Joe Biden trong năm 2024 và ông tin rằng kẻ thật sự đe dọa tới nền dân chủ của Hoa Kỳ không phải là cựu tổng thống mà chính là phong trào cấp tiến cực tả đang hậu thuẫn cho chính quyền của Joe Biden. Ông Bo đã đưa ra lời phát biểu trong ngày 26 tây tháng 4 với cuộc phỏng vấn đài truyền hình CNN và trong đó ông được hỏi về tình trạng mà cựu tổng thống Trump đã có những phản ứng khi mà à, có những phản ứng khi mà ông lên tiếng endorse cho phía của ông Trump tôi nghĩ rằng trách nhiệm của tôi trong cá nhân tôi vẫn uh, 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 hiểu rõ những cái điều gì mà nó gây tổn hại cho quốc gia và tôi không quan tâm lắm những gì mà ông trump đã nói tuy nhiên thì ông vẫn uh, giữ quan điểm là ủng hộ và endorse cho ông trump uh, mặc dù rằng là ông trump đã có những lời được xem là có vẻ như <laughs> là mỉa mai ông bo uh, trên cái trang mạng xã hội của ông, wow, cựu bộ trưởng tư pháp Bill Barr, người đã dẫn đầu một số người điều tra, đã không có điều tra về tình trạng lừa gạt các cái lá phiếu ở trong quốc gia của chúng ta, vừa mới endorse tôi trong vai trò tổng thống, mặc dù rằng tôi đã từng gọi ông ta là một kẻ suy yếu, chậm chạp, làm biến đại khái như vậy, đây là lời phát biểu của ông Trump. Ông đã bỏ trên trang Trusoso. Tuy nhiên, thì ông ba lên tiếng và nói rằng kẻ đe dọa đến nền dân chủ thật sự của hoa kỳ là joe biden và những thành phần phong trào cấp tiến đằng sau lưng của joe biden đang tìm cách áp dụng những chính sách chuyên chế đối với lại quốc gia này và điều này có nghĩa là uh, joe biden là kẻ đe dọa thật sự tới nền dân chủ của hoa kỳ chứ không phải là donald trump đây được xem là lời phát biểu của ông bill Barr đã đưa ra mặc dù ông trump đã có mỉa mai ông ở trên cái trang mạng xã hội tuy nhiên thì vị cựu bộ trưởng tư pháp này nói rằng tôi vẫn đang nói về vấn đề chính sách của quốc gia và những gì mà Joe Biden đang gây tổn thương cho người dân và đó là lý do tại sao tôi endorse cho nhân vật Đảng Cộng hòa đã đề cử là Donald Trump. Đây là được xem là lời khẳng định của ông William Barr đã đưa ra mặc dù trước đây ông đã có những lời chỉ trích rất nhiều với ông Trump, thậm chí ông từng phát biểu ông Trump không phù hợp trong vai trò tổng thống và giờ đây chính ông William Barr đã phải endorse ông Trump trong vai trò Tổng thống. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chánh án Clarence Thomas đã đặt câu hỏi về vấn đề tính chất pháp lý của ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt đã được bổ nhiệm bởi ông Merrick Garland. Chánh án trong tối cao pháp viện là ông Cleon Thomas đã gia tăng câu hỏi trong ngày thứ năm liên quan tới cái vai trò pháp lý của ông công tố viên đặc biệt Jack Smith trong việc truy tố cựu tổng thống Trump họ đang duyệt xét về việc mà ông trump có cái quyền miễn tố hay không trong lúc đó thì tránh à, ra án klin thomas nói rằng là à, quý vị có nghĩ rằng à, sự thách thức trong cái việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt này à, và không đúng với cái tinh thần của à, hiến pháp hay không thì à, luật sư của phía bia, cơ quan bị lý trả lời là có lẽ đây cái hộ trực tiếp này là nhắm vào tối cao pháp viện nhiều hơn và trong đó thì họ nói rằng họ đang truy tố ông Trump trong cái vai trò là lật đổ kết quả bầu cử và âm mưu phản loạn trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 của năm 2021 và họ nói rằng là ông Trump đã không thừa nhận kết quả bầu cử năm 2020. Tuy nhiên thì chánh án Clement Thomas đã uh, nhấn mạnh lại câu hỏi của ông là tôi uh, đang đặt hỏi các ông về cái tình trạng pháp lý của công tố viên Jack Smith chứ không phải hỏi về cái vụ án mà các ông đang điều tra thì ngay sau đó thì ông Sauer được xem là thô luật sư của văn phòng bị lý đã trả lời là chúng tôi hoàn toàn đồng ý về bản phân tích cung cấp bởi bộ trưởng tư pháp Miss Đệ Tam trước đây và bộ trưởng tư pháp và tổng bộ trưởng tư pháp là Mukasi và điều này có nghĩa là tất cả những bổ nhiệm của bộ, bộ bộ trưởng bộ tư pháp cần phải được sự chấp thuận của Quốc hội tức là của thượng viện, điều này dẫn đến việc mà đã có nhiều cái nghi ngờ về tính chất pháp lý của ông công tố viên Chuck Smith khi mà ông ta được bổ nhiệm bởi ông Merrick Garland được xem là cuộc bổ nhiệm bất hợp pháp vì cuộc bổ nhiệm này chưa bao giờ được xác nhận bởi thượng viện và điều này là ông ta gần như là một công tố viên bất hợp pháp bởi vì ông ta không phải là công tố viên của liên bang, ông ta là một công dân bình thường và được ông Merrick Allen đã chọn vào làm công tố viên đặc biệt. Tuy nhiên, việc chọn này nó cần phải được sự xác nhận của sàn thượng viện và ông ta chưa bao giờ được xác nhận bởi sàn thượng viện. Và câu hỏi của chánh án Glenn Thomas đã cho thấy tính chất nghi ngờ về vai trò của Jack Smith. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cái vụ án của ông Trump ngày hôm nay, Chánh án Kavanaugh lên tiếng cảnh báo là những cái đòn truy tố đầy ác ý và ác độc có thể sẽ chấm dứt tất cả những cái hoạt động về bầu cử về chức chức vụ tổng thống. Bản tin mới nhất cho biết thì chánh án Kavanaugh, người được xem là nằm trong chín người trong tối cao pháp viện đã đặt câu hỏi về cái quyền miễn tố của ông Trump đối với lại biện lý khi mà ông nói rằng những cái đòn truy tố ác độc này sẽ cản trở rất nhiều và sẽ là một cái tiềm năng nguy hiểm cho những cuộc bầu cử về sau này trong đó thì trong cái cuộc tranh luận mới nhất thì phía công tố viên cho rằng là ông trump không có quyền miễn tố trong những cái hành động gọi là cá nhân của ông trump mà trong đó thì hiến pháp thì quy định Tổng thống đương nhiệm sẽ có quyền miễn tố trong tất cả các trách nhiệm hình sự và điều này đã dẫn tới cuộc tranh luận vào hôm 25 tây tháng 4 vừa qua trên tối cao pháp viện và trong đó ông Kavanaugh đã đặt ra vấn đề nếu như mà loại trừ quyền miễn tố của tổng thống dù là chỉ một phần thì có phải là tạo ra một cái tiền lệ rất nguy hiểm cho những đời tổng thống sau và đảng đối lập có thể sử dụng bất kỳ một cái góc cạnh nào của pháp luật hay là cái khe hở của hiến pháp để tấn công tổng thống đương nhiệm sau khi mà ông đã rời khỏi nhiệm kỳ bằng mà tất cả các cái vụ án liên quan tới hình sự và những câu hỏi này đã được các chuyên gia cho rằng là cái quyền miễn tố của cựu tổng thống Trump có thể sẽ được khẳng định bởi tối cao pháp viện tuy nhiên mức độ miễn tố ở giới hạn nào thì vẫn chưa được biết. Đây được xem là một trong những cái báo hiệu về chiến thắng của ông Trump trong quyền miễn tố của ông được khẳng định bởi hiến pháp và tối cao pháp viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hàng không mẫu hạm George Washington đang trên đường tới Nhật Bản và chấm dứt tình trạng mà đã xảy ra trên chiếc tàu này trước đây. Bản tin mới nhất cho biết hàng không mẫu hạm USS George Washington đã trên đường trở lại cái nơi mà thường xuyên đậu của nó ở tại Nhật Bản sau xa một qua vài năm đã được sửa chữa tại một cái công xưởng đóng tàu ở tại Virginia mà trong đó nói rằng cái điều kiện sinh sống trên chiếc tàu này đã gây khó khăn và dẫn tới tình trạng tự tử của nhiều thủy thủ. Trong ngày thứ năm thì chiếc tàu này đã rời khỏi cái căn cứ hải quân là gọi là ở Norfolk, Virginia và đã, 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 ghé ngang qua Florida ở phía Nam Mỹ, ở San Diego trước khi mà nó hướng tới Nhật Bản và trong lúc mà đang có chiếc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đang có mặt ở tại Nhật Bản hồi từ hồi mùa thu năm ngoái và chiếc này sẽ thay thế cho chiếc Ronald Reagan sau khi nó được sửa chữa ở tại Virginia và tình trạng điều kiện sinh sống trên chiếc hàng hàng không mẫu hạm này được xem là khá tệ hại và dẫn tới một số thủy thủ và các binh sĩ Hoa Kỳ trên chiến hạm này đã à, tự tử và trong đó thì à, thuyền trưởng của hàng không bộ hạm này là Tim West từ ở Aniston, Alabama đã lên tiếng và cho biết rằng hiện nay à, đã nói đã được cải thiện tất cả những cái điều kiện sống ở trên chiếc hàng không mẫu hạm này và giờ đây thì nó đang trên đường tới Yokosuka. Đây được xem là chiếc hàng không mẫu hạm từ xưa tới nay đã được đậu ở tại Nhật Bản và à, mang tính chất kềm chế khá cao. Tuy nhiên, thì do tình trạng điều kiện sống trên chiếc hàng không mẫu hạm này khá tệ hại và nó đã được chuyển về cái căn cứ hải quân ở Virginia để mà sửa chữa lại trong vài năm qua và chiếc hàng không hạm Ronald Reagan đã tạm thời thay thế vị trí của nó ở tại Nhật Bản và ở tại Nam Hàn cũng như khu vực Đông Bắc Á. Và giờ đây thì chiếc George Washington đã chính thức quay trở lại Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Kim Jong-un lại thử một cái hệ thống pháo kích mới và trong đó có thể bắn thẳng vào thành phố Seoul của Nam Hàn, đồng thời có thể sẽ hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un được xem là đã có một cái cuộc thử nghiệm lần thứ hai cho cái dàn bệ phóng pháo kích mới và trong đó họ nói rằng có khả năng tấn công vào thành phố Seoul của Nam Hàn và sẵn sàng hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. À, loại đoạn rocket này à, có cái à, à, kích thước là 240 mm và trong đó ước lượng là sẽ bắn ở cái mức tầm bắn từ 40 cho tới 60 km và khoảng tức là khoảng 25 cho tới 37 dặm và có khả năng bắn trực tiếp vào Seoul tức là thủ đô của Nam Hàn theo tường trình của cơ quan truyền thông của Bắc Hàn đã đưa ra. <laughs> loại vũ khí này được biết là đã được thử nghiệm trước đây vào tháng 2. Tuy nhiên thì nó đã không được tiết lộ nhiều và Bắc Hàn có thể sẽ đặt Seoul trong tình trạng nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn này nếu đạn rocket này có thể bắn từ ở cái mặt trận tức là tiền tuyến. Đó là lời phát biểu của Gia Út được xem là một nhà nghiên cứu đặc trách về Á Châu à, à, trong cái chính sách của... À, Nam Hàn ở tại khu vực của thủ đô Seoul tức là Hán Thành được xem là một tổ chức chiến lược của Nam Hàn đã nói với hãng thông tấn Bloomberg và điều này có khả năng đe dọa tới khu vực của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và theo một bản báo cáo mới nhất của tờ Business Insider thì tình trạng treo cờ đỏ đã nói với chúng ta là trung quốc có thể sẵn sàng đã đánh chiếm đài loan đó là một trong những cái bản báo cáo của tờ business insider căng thẳng giữa hoa kỳ xin lỗi quý vị giữa trung quốc và đài loan đã đạt tới cái mức nóng nhất và có rất nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng quân sự trung quốc sẵn sàng có hành động để đánh chiếm đảo quốc này bằng vũ lực và chỉ dài diễn ra trong một vài năm mà thôi à, trong lúc mà trung quốc đang tìm cách và đe dọa tới đảo quốc đài loan trong đó họ đã thử sử dụng rất nhiều các cái phương tiện khác đe dọa tới đảo quốc này. Tôi không nghĩ rằng họ đã thiếu tất cả những gì mà họ cần thiết. Đó là lời phát biểu của Lyle Gostin, được xem là giám đốc đặc trách về khu vực Á Châu của một cái tổ chức quốc phòng có tên gọi là Defense Priority, nói rằng lực lượng Trung Quốc có thể sẽ uh, sẵn sàng trong cái tư thế tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Và việc này sẽ diễn ra trong một vài năm. Trung Quốc đã thúc đẩy rất nhiều việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của họ trong vòng mấy năm qua và mấy thập niên qua, báo động với quân sự Hoa Kỳ trong lúc mà nhà lãnh đạo của Trung Quốc là Tập Cận Bình đang tìm cách gọi là thống nhất Đài Loan bằng vũ lực và đảo quốc này đang có 24 triệu dân. Bắc Kinh xem là một tỉnh phản loạn Và lực lượng hải quân của Trung Quốc Được xem là đã qua mặt Hoa Kỳ Về mức độ các cái tàu chiến Cũng như là các cái uh, phương tiện ở trên mặt biển Trong đó Trung Quốc làm chủ gần 400 chiếc tàu chiến khác nhau Trong khi Hoa Kỳ thì chưa tới 300 chiếc tàu chiến Và điều này cho thấy Bắc Kinh đang có nỗ lực Và sẽ đầy đủ tất cả các cái phương tiện Để đánh chiếm đảo quốc Đài Loan Trong vài năm tới Bài nhận định của tờ, tờ, tờ Business Insider khá dài Và trong đó họ nhấn mạnh rất nhiều Về cái tương quan giữa các tàu chiến của Trung Quốc và của Hoa Kỳ cũng như các chiến đấu cơ của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Trong đó thì Đài Loan chỉ có mức tối đa là F-16V được nâng cấp trong khi phía Trung Quốc đang có những cái chiến đấu cơ được xem là tương đương với F-35 của Hoa Kỳ là chiếc J-20 mà họ mô tả đây là một chiến đấu cơ tàn hình của họ và có thể sẽ sử dụng tất cả những cái loại vũ khí này nếu như một khi mà họ muốn tấn công và đánh chiếm đảo quốc Đài Loan tờ Business Insider đưa ra nhận định cho thấy là lực lượng hải quân của Trung Quốc đã sẵn sàng trong tư thế bất kỳ giờ phút nào từ đây cho tới năm 2027 là có thể đánh chiếm đảo quốc Đài Loan. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ dường như vẫn chưa sẵn sàng trong cái vị trí bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan. Đó là lời nhận định của tờ Business Insider. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì một nhân vật nằm trong cái quỹ ban đặc trách đối ngoại của nước Mỹ lên tiếng cho biết là cái chương mục của bà đã bị hắt bởi các gián điệp Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì bà có tên là El Van Hoof, được xem là chủ tịch của cái quỹ ban đối ngoại của nghị viện của nước Mỹ, đã nói với các uh, <laughs> giới truyền thông trong ngày 25 tây tháng 4 là đảng Cộng sản Trung Quốc đã có hành động gián điệp và xâm nhập vào cái laptop của bà ở đầu năm 2021. Và biến cố này diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đang gia tăng rất nhiều các hoạt động gián điệp của họ tại Âu Châu. Bà Van Hoof được xem là thành viên trong cái đảng có tên gọi là Flemish Christian Democrat đã nói với lại cái uh, đài truyền hình của Nhật Bản có tên là VRT trong ngày thứ năm là bà phát hiện ra cuộc tấn công không gian mạng thông qua sự báo cáo của FBI vào tháng trước và 3 năm sau khi mà bà bị xâm nhập tất cả những cái laptop của bà FBI đã đưa ra một cái bản báo cáo cho biết là có 7 công dân Trung Quốc đã bị cáo buộc đã sử dụng cái mã độc và làm những tên hacker đang nhắm vào các công dân của Hoa Kỳ và các thành viên trong cái liên minh có tên gọi là interparliamentary alliance on china gọi tắt là ipad tức là liên minh của các uh, nghị viện của thế giới liên kết chống lại Cộng sản Trung Quốc nói rằng là các cái nhóm gián điệp này đã bắt đầu xâm nhập và theo dõi cái laptop của bà thông qua email và iPad được xem là một trong những cái tổ chức được thành lập bởi các nghị viên của các quốc gia trên thế giới nhằm mục đích đối phó với tình trạng đe dọa và bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bà Van Hood nói rằng 400 thành viên của iPad đã bị xâm nhập trong đó bao gồm luôn cả Samuel Kogolati được xem là phó chủ tịch của quỹ ban đối ngoại của quỹ ban người đã mở cái email từ năm 2021 và đã bị xâm nhập bởi các hacker của Trung Quốc. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất về tình trạng hoạt động gián điệp của hacker Trung Quốc và các cái hoạt động của gián điệp của Trung Quốc tại khu vực Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!